Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đang nhìn thấy cái mặt bàn này có quen không? Và ngày hôm nay mình lại quay trở lại với một cái công việc trên cái mặt bàn này. Đó chính là làm video về một cái linh kiện. Và ngày hôm nay mình mang tới một cái linh kiện cũng rất là đơn giản. Nó ở video trước thì mình đã làm về một cái chiết áp, cái biến trở. Và lần này thì mình sẽ mang ở đây là một con diode ổn áp. Con này là 5V1, con này là 9V1. Và cái con này thì các cái con này nó cũng có rất là nhiều chỉ số khác nhau, như là 3V3, 5V1, rồi là 9V, 12V, 15V, 18V, 33V, rất là nhiều. Và tất nhiên là những cái linh kiện như này nó cũng rất là đơn giản, giống như cái chiết áp vậy, nên cũng gần như là rất ít người làm video về những cái linh kiện như này, cái nguyên lý hoạt động của nó. Chính vì vậy mà ở đây mình sẽ mang tới video này một cái linh kiện và sẽ nói cho các bạn biết cái nguyên lý hoạt động nó như thế nào, cho tất cả những anh em mà chưa biết, mình mở ngoặc là cho anh em chưa biết. Ở đây là một con biến trở, mình nhầm với cái video trước. Một con diode ổn áp 9V1. Rồi. Trước tiên thì các bạn biết là con diode ổn áp thì ngay tên đầu nó chính là diode rồi. Thì cái cách đo của nó cũng gần giống với diode. Ở đây thì mình sẽ kiểm chứng cho các bạn xem. Mình có một cái đồng hồ kim. Các bạn đo về nấc nhân 1 trước. Các bạn nhìn trên cái mặt đồng hồ. Trước khi đo thì sẽ kiểm tra kim này, xem nó lên chưa. Rồi, về không, không ôm. Đồng hồ này của mình bị rơi nên nó kim nó cũng bị kẹt. Thì đo diode thì các bạn nhìn thấy trên cái con diode này, nó cũng sẽ có cái vạch đen giống như các con diode thông thường. Con màu đen thì nó có vạch trắng, còn con này màu đỏ thì nó có vạch đen, để nó phân biệt rõ ràng. Và cái cách đo thì thường thì người ta, nó có ký hiệu là cái chân mà không có vạch đen này chính là anode, còn cái chân có vạch đen này chính là cathode. Thì mình chả biết là anode, cathode thì nó ký hiệu tiếng Anh dịch ra là cái gì cả. Mình chỉ cần có một cái suy luận của riêng mình, tự mình đính cái mark cho nó để dễ nhớ hơn. Chính là anode thì A chính là âm, còn K là dương, A thì là âm. Mình quy ước là như thế. A chữ cái A là chữ cái mình viết thành chữ âm. Còn ngoài ra thì mình không cần biết. Nó chính là một cái cách. Và một số cái linh kiện khác cũng vậy. Mình thường quy ước một cái gì đó nó dễ nhớ của riêng mình, nó không giống với ký hiệu của nhà sản xuất, để cho nó dễ nhớ hơn đó. Mình còn có một số những cái linh kiện khác nó cũng tương tự như vậy. Đây cái đồng hồ này mình đặt nằm thì nó bị kẹt kim thì phải. Đây. Rồi, thì cái đồng hồ kim này thường thì các bạn đo thì sẽ cái màu đỏ sang bên vạch đen này, vạch cái đen này âm này, quay âm này thì nó lại vào cái vạch không có vạch này. Thì các bạn thấy là cái điện trở nó có điện trở lên. Ở đây mình đo được đang ở nấc nhân 1 thì như này nó là khoảng 25 ohm. Và lật ngược lại thì không lên. Nó cũng giống với một con diode thông thường. Một con diode thông thường. Ở đây thì mình sẽ bỏ ra một con diode thông thường cho các bạn xem. Đây, mình có một con diode thường. Đó, cũng như vậy. Con này thì có 15 ohm. Lật ngược lại thì nó cũng không lên. Như vậy là diode sống. Tạm thời tính là sống. Vì sao mình nói là tạm thời? Bởi vì ở đây mình đang mới là nhân 1 thôi. Còn các bạn đo ở cái độ nhạy rất là cao, tức là nhân 10, thì chúng ta sẽ phát hiện được là diode có bị dò hay không. Các bạn nhìn thấy này, không lên, chính tỏ là con này không bị dò, rất là tốt. Còn đối với diode ổn áp thì sao? Diode ổn áp thì nó cũng đo vẫn tương tự như vậy. Que đỏ vào bên có cái vạch thì kim lên. Và que, bây giờ mình lật ngược lại thì đo, nó lại lên. Cái điều này nó là điều đương nhiên.
Bởi vì con diode ổn áp này nó vẫn có một cái điện áp bị lọt qua được. Thì nó có cái điện áp vì sao nó tính là lọt qua thì chút nữa mình sẽ làm cái một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ cho các bạn xem. Đây, đúng không? Như này các bạn đo thì nếu như ai mà chưa biết thì sẽ rất là phân vân, không biết là nó sống hay là chết đây, hay là nó bị giòn nữa. Thì thực tế là trong cái thời gian mình chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình cũng đã từng bị như vậy. Rồi, lên này. Nhân 10k là bị lên. Nhưng cái điều này nó cũng khá là bình thường thôi. Khá là bình thường. Nếu như các bạn đo con diode ổn áp thì các bạn đừng bật lên nhân 10k, mà các bạn chỉ cần bật lên nhân 1 thôi. Nó không lên có nghĩa là nó sống. Đó, không lên là sống. Và trong cái con diode này thì các bạn nhìn thấy này, nó rất là nhỏ bé nhưng nó vẫn có số. Mình sẽ cho các bạn xem số. Điện thoại của mình thì cũng không được xịn cho lắm nên nó số nó hơi mờ. Các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem là nó có ký hiệu là 1N1N4738A. Đó. 1N4738A. Thì con này nó chính là cái con diode ổn áp 9V1. Và nếu như chúng ta không thể nhớ được, đến thậm chí là đúng thực sự là mình cũng chả nhớ được nữa những cái ký hiệu này nữa. 1N4 bao nhiêu nhỉ? Rất là lằng nhằng, rất là khó nhớ. Nên là mua mình phải ghi luôn hộp và cứ thế mà dùng thôi. Hoặc là chúng ta làm quen, nếu mà làm nhiều cắm nhiều, mà thậm chí là cắm nhiều cũng chả nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ này rất là nhỏ, chúng ta có cầm lên cũng chả nhìn được. Chúng ta phải dí thật sát, mà cắm ai nên cắm linh kiện thì cầm thật sát đâu. Đó. Con này là 1N4738. Rồi, là con 9V1. Còn con tiếp theo này thì sao? Con 5V1. Con 5V1 này thì nó là bằng bao nhiêu? 1N4733A. 4733 thì nó lại là 5V1. Đó, một cái số rất là khó nhớ. Bây giờ thì làm thế nào? Nếu như mà với một số những người mà có độ tuổi tương đối thì mắt họ sẽ, mình không nói là mắt kém đâu, mà là cái độ tuổi đấy thì tất nhiên là ai cũng sẽ nó cái mắt nó sẽ không còn tinh nữa. Thì làm sao mà nhìn được những cái này, thậm chí là đeo kính vào cũng có thể còn chưa nhìn được nữa. Nên vậy có một cái cách này, mình sẽ chỉ cho các bạn là cách kiểm tra cái con diode này. Trước tiên là đo đồng hồ như vậy, rồi bật nức nhân 1. Bật nức nhân 1 đo như vừa rồi. Mình sẽ không làm lại nữa, sẽ tốn thời gian và xem nó nhàm chán. Bây giờ thì mình có cách thứ hai, xác định con diode này nó là bao nhiêu vôn, không cần phải nhìn số. Tất nhiên là nó phức tạp hơn là chúng ta tra số rồi. Nếu như mà chúng ta không muốn làm như này thì chúng ta phải soi thật kỹ cái con diode này nó là số bao nhiêu. Thì chúng ta không nhớ được số thì chúng ta sẽ vào Google và gõ cái số đó ra thì nó sẽ ra được cái con này nó là bao nhiêu vôn. Còn cái cách thứ hai mà mình hay dùng hơn đó chính là cấp điện áp vào cho nó. Nối tiếp qua một con trở 1K. Rồi. Và cái chân dương này, chân cathode này. Bây giờ thì mình sẽ cấp cái điện áp 12V vào cho nó và đo tại hai chân con diode này. Đây là chân âm. Đây là chân dương. Mình đang sử dụng với 12V. Nhưng mà các bạn biết thì sao? Nếu như sử dụng cái hai đầu này là 12V thì nó chỉ kiểm tra được cho con diode là khoảng 9V trở về thôi, hoặc 10V trở về. Còn nếu muốn kiểm tra những con diode cao hơn thì chúng ta phải cần cái số vôn này cấp vào đây là phải cao hơn nó thì mới kiểm tra được. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cấp điện áp vào cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cấp hai chân âm và dương. Bây giờ mình sẽ có một cái đồng hồ đo cho các bạn xem cái điện áp của nó. Mình có một cái đồng hồ số. Bây giờ bật về đo một chiều chân âm và âm, chân dương và chân vạch đen của diode. Các bạn thấy là có 8V1 thôi. Nó đề 9V1 này. Đây là 8V1. Có thể là con điện trở này chưa đủ cấp sang
Bây giờ thì mình sẽ thử với một con trở khác. Mình đã thay cái con trở này thành con 220 ohm. Và bây giờ đo lại xem nào. 220 ohm nhé. Bây giờ mình sẽ đo lại. Và con diode này là con 9V1. Đo tại hai chân của diode 8V3. Như vậy là vẫn không đúng rồi đúng không? Có thể mình nghĩ rằng là con này bị sai số rồi. Mình thay thử một con khác. Rồi, bây giờ mình sẽ đo lại xem nào. Vẫn là 8V1 các bạn ạ. Như vậy là diode con 9V1 này không biết là có phải cái hãng này nó kém chất lượng hay không. Mà nó ổn áp chỉ được có 9V1 thôi. À 8V1 thôi. Mà cho cái mark là 9V1. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm chứng một con 5V1 xem sao. Không biết là nó lại có 4V1 hay sao. Đây là con mình lấy trong hộp là 5V1. Đây các bạn nhìn thấy này, con 5V1 thì chính xác luôn. Như vậy là chứng tỏ là con 9V1 của mình có thể không phải là con 9V1 mà nó là con 8V1 chẳng hạn. Đó, linh kiện thì chả biết thế nào cả. Đây, con này chính là con 5V1. Bây giờ các bạn mình sẽ đo đồng hồ này. Và tại điểm này luôn là 5V1 chuẩn luôn nhá. Đây mới là chính xác. Đó. Thì cái cách này là mình đã làm và thử nghiệm những cái con diode mình không biết được thì mình sẽ cấp điện áp như này. Còn nếu như các bạn mà cấp cái điện áp vào ấy mà nó vẫn là 12V thì chứng tỏ là điện áp của chúng ta chưa đủ ngưỡng ở trong diode này. Thì chúng ta cần phải nâng cái điện áp cao hơn nữa. Ở đây thì mình đang sử dụng với hai đầu này đang là 12V4, mà ở đây đang năng là 5V1. Thì sẽ lấy 12V4 trừ chỗ 5V1 thì nó sẽ ra được cái điện áp ở điểm này này. Đó, ra điện áp điểm này. Thì có nghĩa là chúng ta cấp cái điện áp 12V vào thì nó sẽ gạt 7,2V xuống mát. Và tất nhiên là với một cái dòng mà con diode này nó quy ước trước là bao nhiêu mA hoặc là 1A hay là bao nhiêu mA nó sẽ dập xuống mát. Và luôn luôn ổn định ở cái hai cái đầu con diode này là cái điện áp cố định. Điện áp cố định mà nó đề cái định danh cho cái con diode này. Ví dụ là 5V1 thì hai đầu này khi cấp điện nó phải lúc nào là 5V1. Đó. Đây là cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì chúng ta sẽ biết được cái cách hoạt động và chúng ta sẽ làm những cái mạch điện cho riêng mình, thiết kế riêng mình. Chứ còn nếu copy sơ đồ thì nó sẽ không hiểu được. Đây, cấp điện 12V âm dương, nó sẽ tạo ra điểm này và điểm này là 5V1. Còn lại sẽ sụt áp trên con trở này. Đó. Đấy chính là nguyên lý của con diode ổn áp. Và cái video này thì mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.